Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm qua triển lãm thì hôm nay anh Cường cũng ghé câu lạc bộ Hội Chim Một Cảnh trong 6 và cũng vào vườn anh Tiến chiêm ngưỡng những tác phẩm của anh Tiến. Ôi trời, đang còn có biển đây. Thì theo thông tin tôi vừa cập nhật được trên đài phát thanh thì anh Cường có giao dịch với anh Tiến một cây xanh Nam Điền này, cây xanh dáng trực rất là già vườn anh Tiến nhá. Đây, xin chúc mừng hai sếp nhá. Đây là một tác phẩm mà đây, để đứng nữa em chụp về phô ảnh. Rồi, rất là cảm ơn. Đây, mình sẽ quay chi tiết một cái xanh Nam Điền này nhá. Anh Cường mất công trên bỉm sơn về đây. Cái này Nam Điền nhá anh nhỉ? Cây Nam Điền. Nam Điền này. Cố luôn. Và cái này thì không biết là các anh giao dịch bao nhiêu. Cái giá cả không biết là có thể cho anh em biết được anh Cường. Bình thường thì chắc nó phải có giá đấy. Cái này bây giờ nhá anh em nhá, cái này giờ chính thức về Bỉm Sơn rồi nhá. Địa chỉ anh Cường thì là cô ngã tư Bỉm Sơn nhỉ anh nhỉ. Đi vào một đoạn thôi nhá. Anh em nào biết cụ thể hơn thì tí nữa mình sẽ cho số điện thoại. Bây giờ không thể liên lạc được với anh Tiến nữa rồi. Cái này cũng lùn thôi, nếu mà cái này mà để vậy là rất lùn cây này anh này. Cây này già quá. Nói chung bạn nào mà giờ yêu thích là không thể điện thoại được với anh Tiến rồi, điện thoại trực tiếp với anh Cường. Không có anh Cường thì anh cho em số, xin số điện thoại đi nhỉ? 0912 0912 035 035 940 940 nhá. Anh em cứ liên lạc trực tiếp với anh Cường để liên lạc trực tiếp thì rõ hơn tác phẩm này. Thì hai anh giao dịch thì cũng không nói rõ là giá bao nhiêu. Hắn vào đây đây. Đấy nhá. Xe đang đến rồi. Nói chung là chỉ biết là nhiều chục thôi. Nhiều chục thôi thì không biết là bao nhiêu chục. Cái này anh Tiến cũng mang đi rất nhiều cuộc triển lãm rồi, cũng được anh em ngoài trong và ngoài tỉnh đánh giá rất cao. Đặt trên cái chậu tỉa này nhá. Nguyên cái chậu tỉa này mấy triệu này? Chậu tỉa này gần 2 triệu rồi đấy. Cây này già thì tuổi đời mênh mang rồi. Không phải nghĩ. Nhưng mà anh Cường có công nhận không? Cái này là có duyên với anh không? Mấy lần anh định mua rồi? Mấy lần cây này nào là cây nhà tôi bán cho chú Tám mà. Rồi. Là chú Tám đi miền Nam cuối cùng kêu tôi bán cho tôi bảo thân người thân kiếm đấy. Khi nào anh kiếm bán tôi lại lấy lại. Lấy lại. Đấy, lại cây này có duyên. Rõ ràng đấy. Đây nha anh em nhé, xe đến rồi nhá. Rất dở uy tín với nhau. Cái anh em có uy tín đấy. Cứ để anh kiếm chơi khi nào chứ không gì cả. Ngày trước có đây nha anh Cường nhá, hôm sau mình sẽ lên nhà anh Cường làm một clip riêng. Anh Cường có những tác phẩm rất là đẹp, vài trăm triệu đến một tỷ cơ. Anh em cứ yên tâm là một ngày gần nhất Trung Bonsai sẽ lên vườn anh và sẽ cùng anh giới thiệu một số tác phẩm trong vườn để anh gửi tới anh em. Mong anh em tham khảo và ủng hộ nhé. Cây hoa giấy nở đẹp à? Anh Tiến cũng còn rất nhiều tác phẩm nữa. Rất đẹp. Đặc biệt là chị mới về cũng rất ủng hộ anh trong vấn đề cây. Chuyến này phải vào nhiều cây đấy anh ạ. Cái đấy đẹp. Đây cũng là một cây xanh Nam Điền. Trục huyền hay sao, rất là đẹp. Trên đá hết. Đi đường vòng lấy dốc. Chú đang nhà gì? Thì đi một vòng tham khảo một số tác phẩm vườn anh Tiến nhé. Cao ơi. Đây là một tác phẩm sinh nhật nhé. Anh em nào mà yêu mến tác phẩm này cũng liên lạc với anh Tiến. Cái này đã mang đi Đồng Mô, mang đi triển lãm Nam Định mở rộng. Cũng được giới chơi cây đánh giá rất cao. Nha. Cái này sưu tầm mãi bên Đài Loan về đấy. Cứ trốn tránh. Anh Tiến ơi, cái mẫu đơn này giờ có giá không nhỉ? Đấy, có giá đấy. Anh đang thích đấy mà chưa bán đấy. Anh báo cho anh em đi. Một tác phẩm mẫu đơn ta nhá, 15 triệu rồi. Thân nứt da ca sấu. Đấy. Đấy như 2 chít nhá. Đường kính 30 rồi. Đây cũng là hai tay này. Và hai tay thừa mình một thân là hai tay này. Cái này chỉ 15 triệu thôi. Cái giá rất hợp lý.
Nhờ, nói gì à? Cây đẹp mà rẻ như cây thì không đẹp ạ. Đấy nhá, dòng thân đứt vẩy ra cá sấu này, dòng này đang hot nhất trên thị trường. Bố đâu này, bố yêu à? Đây, bố đang lăng bận. Bộ móng chân bệ này rất là đẹp. Cứ khen đẹp đi thì tí được còn được uống nước, không được khen chê vắt này này. Nó không có nước đâu đấy. Điện luôn đường tám còi chủ cũ lên này kia. Đằng sau có cái xe rồi. Xe nào? Tất tả đi. Điện được dưới méo quên. À để điện dưới. Không thì ví dụ nó mang xe. Cháu về nhà cứ ăn cơm với nhá cháu nhá. Dạ. Tầm 1 2 giờ chạy lên. Ừ 2 giờ lên đấy hả? Ừ. Là cây mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Cháu có ăn bán để chưa em cứ mở hàng. À. Có ghi âm không đấy? Cứ ghi âm cứ nói thoải mái, không về suy nghĩ gì hết. Hôm nay mưa rào. Không mà cây với già. Tao cái số điện thoại của tớ xong rồi ăn cơm. Thì là cháu về ăn cơm nhưng là đầu giờ cơm thì ai đưa cho cái lấy xưa. Ừ. Đắp thì có cho tôi không? Tháo cỡ lại để thả cái ra. Quả chung cổ. Không phải kiên suốt. Chưa có cái hết thì ai kiểu. Đúng không? Có chẳng là chưa có cái hết rồi. Không chỉ còn là từ đầu năm đến giờ anh Tiến giao dịch rất nhiều nhá, nhưng mà do là tôi ở xa này không vào kịp được. Trời mưa to quá. Trời đang mưa to quá nên tôi đứng ở trong quay ra nhé. Còn rất nhiều tác phẩm nữa. Cụ Thiên Tuế này rất đẹp rồi, anh em nào kết thì cứ liên lạc trực tiếp anh Tiến Mai nhé, chủ nhà vườn Tiến Mai. Quay kỹ lại cho anh em xem tác phẩm mà anh Cường vừa giao dịch với anh Tiến nhé. Cái này dễ dễ bị bật lắm. Dễ bị bật. Cái này thì anh Cường trong Tết anh cũng có vài lần hỏi rồi. Bây giờ mà có duyên bốc về Bỉm Sơn thì Nga Sơn giao dịch cho Bỉm Sơn. Là anh em Nga Sơn không giữ được thì này phải chuyển lên Bỉm Sơn. Vâng. Nhưng bây giờ là mình ở đâu là quê hương ở đấy rồi. Đây là mặt trước nhé, để mình đi mặt sau cho anh em xem luôn. Tác phẩm Mai Chiếu Thủy Năm Thân anh Tiến mua với giá hơn 10 triệu tại triển lãm Sinh Vật Cảnh Thanh Hóa đây, một trong những tác phẩm rất là hay.
kia là một bộ cả. Ba có thích tiền thì bán. Thì cả bộ ba bộ này cũng cả cả ghế là chiếc cổ hôn bao nhiêu chứ còn em nhớ là trước hai nghìn nó có một căn cái tủ đó thôi. Về đây đã mười mấy năm còn của nhà họ thì mình chẳng biết là như nào mà nó như ở về đây là trước hai nghìn màu màu không đây cả màu. Để năm 96 là cái tủ lát đi, cái cục kia là cùng bộ mà sau đưa cái này về xong đấy chặt quá không đưa ấy là cái này rồi bên lên xe là cả vấn đề nha, rất là nặng. Nó chuyển được lên xe là cả một vấn đề nha các bạn nhé. Mà kê cái Panasonic ấy. Cái TV 21 in với lại cái cục kia là cùng một bộ đấy tủ nó. Cái tủ đấy. Cái tủ này. Đưa cái tủ này. Nhưng mà ngày đấy bán cái tủ đấy cũng giá trị 5 triệu bạc, 5 triệu cũng có thể giá trị mấy tỷ vàng rồi đấy. Bây giờ mua tủ đấy không có đâu. Mày chú có đang để dùng thế? Em đang để đấy, chỉ biểu như mấy chỉ sao chị nhớ chứ nếu lúc này 5, 9, 6 là em tính là chú uống à? Vâng, đúng. Giá đã còn à? Còn, anh bán cho chú đấy mua mang về chú dùng giờ nó còn. Thế nó có cái gì không? À, bộ, có cái... Thì có một cái tăng sơn trên, tăng sơn. Cả chị gái là công an như đấy. Mai tự quý. Thế còn ai mà làm sao? Thần rất to. Chị là công an ở trên đấy mới lấy được cái lát này. Toàn lát cũ ấy. Còn những cái đồ gỗ này là mang từ quan sơn mang về. Nên là cây rất nặng nên là cần một số anh em đến hỗ trợ để chuyển nhá. Xây mà chưa nào về. Anh em một số anh em đang đến để hỗ trợ nhá. Mình cũng xin dừng video này để hỗ trợ anh em chuyển cây. Hẹn các bạn video tiếp theo nhá. Các bạn yêu mến kênh Trung Bonsai thì nhấn đăng ký ủng hộ để cho kênh Trung Bonsai được phát triển hơn nữa. Nhận video sớm nhất, mới nhất mà kênh Trung Bonsai quay gửi tới tất cả anh em yêu cây trên toàn nước. Hôm nay giọng hơi khàn rồi. Xin thân ái chào tạm biệt.